Rồi, chào cả nhà nha. Sáng nay vẫn tiếp tục công việc cũ là chuẩn bị đi thăm bãi rắn. Đây, mấy rắn hổ ngựa mình quá trời, bữa nào đem đi bán mình. Mấy bữa trước dính rắn hổ ngựa nhiều quá. Con bự bự cũng có, nó nhỏ nhỏ cũng có, rắn lãi hôm bữa nữa. Ồ, ba bốn mịt nó rắn lãi hổ ngựa. Đây năm năm số con đây nè. Lột da tùm lum chân, dần cháy. Đây con chuột mình mới bắt vô nè. Chắc là chiều nay mai đi mua chuột nữa, lúa. Chắc khóm rồi. Khóm biết không thu mua làm gì không biết nữa. Nếu không muốn nấu canh chua gì là mình xử luôn cái khóm, chứ mình xắt ra mình ăn với chấm vớt là nhức nách luôn. Rồi để cái gì tới điểm thăm rồi mình quay tiếp cho bạn xem nha. Mong là hôm nay có hàng khủng khủng rồi. Mấy gài mình dính gắn, 2 ngày nay dính gắn nói chung không bự lắm, 700 g, nói chung gắn nhỏ nhiều. Mong bữa nay gắn bự bự đỡ. Rồi cái gì tới đến thăm rồi mình quay tiếp cho bạn xem. Rồi luôn, mở hàng cái bẫy đầu tiên luôn. Cái bẫy này đã gì rồi dính gắn hoành khoảng nửa ký á. Có cái chú ở chủ nhà các bạn. Có gì không, lần này bận con chà bá coi. Rồi, thấy từ xa thấy không ổn rồi. Thấy từ xa thấy chấm lỏng. Cút à. Quà. Cái hôm mình sao kỳ ta. Ê chà chà chà, đàn hình này căng à. Hôm hở 2 đầu hôm luôn. Ồ. Chuột mắt sát luôn. Cái bẫy này nào giờ mình đặt bẫy cái nào không có nào mà mình sảy gắn sảy nha. Mình phải ra nghiên cứu lại. Dạ, đường này khó đi quá. Sao hở 2 đầu hôm kỳ ta. Hôm này thấu qua đầu hôm bên kia luôn. Ồ. Ngộ vậy. Này cứt rồi dính gắn rồi anh. Kỳ cục hở 2 đầu hôm ta. Cái này không phải là mèo hay là chồn nha. Mèo chồn là nhìn thấy là cái đầu hôm nó sẽ tròn tròn mà nhìn là biết liền. Này giống ta người nào bẻ nó hôm quá trời. Hôm vẫn hoạt động tốt. Cái đầu tiên mở hàng thấy không thấy suôn sẻ. Thôi để mình bỏ chuột vô đặt lại thôi chứ sao vậy. Ngày xưa có con kiến nó bằng con voi nó lôi con bò xuống sông nè. Mới ra dính đường gắn hoành khoảng 300 g, kẹt đầu chết sình. Mới ca tào lao mới lao, đỡ buồn. Dính gắn đầu tiên mà chết sình. Gắn nó chết mình về mình cắt bỏ chứ mình không quay. Có gì hôm đây, cứt đá gì không? Gỡ lại gắn nãy coi. Dạ, ủ, siêu te. Chỗ này ngon quá mà, lần trước thăm Trung Quốc, cút à. Ủa, anh quá đã, ủa anh. Không, bởi vì như thế nào cũng dính mà. Lần gọi thăm Trung Quốc à. Ồ, con này cũng được 50 g à. Ngon lành, ngon lành. Cái đầu tiên dính gắn mà gắn cái sình nó gớm. Đúng buồn như con chuồn chuồn luôn. Khui. Ồ, đã không? Ê, chà chà, cái lông lúa này phải xử lý mới được. Con hồ phải xử lý, không ngon. Thôi rồi, mắc cái bẫy này liền. À, để mình bắt ra, đã ha. Ăn 30 g. Cái này đã gọi thăm Trung Quốc. Đấy. Đã quá đã. Da bóng người. Mới lột da sao da đẹp quá. À, để mình bỏ chuột cho đặt lại. Để mình xử lý cái đống này cái đó. Đống này để này là thế nào nghi cũng mắc bẫy. Tại bữa giờ giang hồ hiểm ác quá. À vậy hả? Cái em trai đó nói mấy bữa trước có 2 chú nhóc nào đi đặt bẫy đây nè, nhỏ xíu à. Cái này mình đặt có 4 cái vậy đó. Chưa gì hết mắc 2 cái. Bó tài chứ. Đừng nói cái này mất tiêu nữa nha. Đây con cái này, cái này rồi dính gắn hoành nhỏ. Còn đây đừng nói mất nữa, một đi không trở lại nha. Ừ hên quá cái bẫy còn. Cũng đau xong xà lông luôn rồi chứ. Này, nặng nặng không? Nhẹ. Cút nè. Con chuột mình đâu ta? Đừng nói chết gã thay nha.
Ừ, hên quá, chuột còn chạy ra hello phát lương như nó. Chuột giờ hiếm lắm mà ơi, mua khó khăn quá, mà mắc nữa. Rồi, để mình đặt lại. Bên kia con gạch chó sủa quá sủa. Vườn này vườn chuối. Có gì ở đây chứ đấy không? Ô, chưa hết thấy rồi. Lú đầu kẹt ra, chui đầu ra. Trời ơi, cứt nỉa tùm lum hết trơn nè. Nhỏ mỉa cứt quá trời á. Xe tới rồi. Hên gắn. Hên cục cứt nỉa còn nè. Sống không? Hên quá, gắn còn sống. Gắn là chuẩn bị chui ra được rồi nè ha. Nửa người à. Nó tiêu quá mà đã mỉa. Xỉu bên đây nè. Ồ, cục bên đây nữa. Nhỏ mỉa quá trời á. Chị đây nó. À, để mình xử lý con này. Con này khoảng 200 gram gì. Hên còn sống. Tưởng đâu chết là uổng lắm mà. Gắn này đem về mình nuôi. Mấy cái vườn đu đủ rồi, trái mê không? Đủ gà giá rẻ. Trái quá trời trái luôn, đủ. Phải có giá người dân bán đỡ. Cái đủ có lúc người ta bỏ luôn. Nguyên vườn chính bỏ luôn, không có giá, không ai người mua. Gì không? Động tỉnh thứ đấy gì không? Thấy cái bẫy con chuột nó cắn bao thấy không ổn rồi. Nghĩa hiều à, cút à. Thời ơi, chuột mình ung dung dễ sợ chứ. Lương cho nó luôn. Cái này ngon quá không dính ta. Tầm 7 mà thấy cái 7 mà chuột cắn bao gì thấy không ham rồi. Người nhầm cái cũng có dính. Vô chuột ngày ngày đó mới đậu cắn mới đi ăn. Cũng có dính nhưng mà tầm 7 mà thấy cứt ở trước là hay là miếng lúa đẩy ra hay là thấy khoái liền, thấy có hàng liền. Trên kia ta đang xịt sâu vậy mấy. Như gạch giờ cạn mà gạch này cá kinh khủng luôn, phải có con câu ra đây câu cá ngon lắm, cá ụt thấy kinh khủng luôn á. Mình đi thăm bữa nào mình không có thời gian, chứ có thời gian mình đem ra mình câu cục cách kê á, đây cá kê nhiều. Chưa hết thấy gắn lú đầu kìa, có hành có chút ép à, chưa đời nói không. Bữa nay ngày quốc tế thiếu nhi nữa rồi. Mấy ngày nay để ý gắn nhỏ đi ăn nhiều quá, gắn bự không có đi ăn ít quá. Con này 200 gram ta. À, chuột cha con này cũng khoảng 200 gram mà hên không kẹt đầu. Tưởng đâu kẹt đầu là xong cái bông liền. Yeah. Kiến cũng trắng đầu với ta. Chưa có con nào khủng khủng hết. Con khủng khủng mới có sức. Đi nó xung mà khía lắm. Chạy có gắn rồi mọi người. Gắn này gắn nuôi nữa rồi. Úi xa ôi, ỉa văng tùm lum hết trơn. Ít 200 gram. Gắn này đem về nuôi. Gài mới để ý, mấy gài mấy gắn nhỏ đi ăn nhiều quá. Gắn bự bự hình như tháng này chưa đâu. Khoảng nửa tháng nữa. Mấy gắn này gắn nhỏ nè. Cái này chắc mới nở đâu được mấy ngày, từng lễ gì. À, để mình tranh thủ mình bỏ chuột vô mình đặt lại. Chuột vô tha gác tùm lum tùm la, chắc gắn này cũng mới vô. Cá chỗ này ngon kinh khủng luôn. Mà mình thăm hai lần là chết quất. Thằng bợ con không anh chập bá mới được á. Tức quá trời tức nè, chỗ này quá trời ngon mà không thăm hai lần không dính con nào. Quá. Thằng này phải bợ con chập bá mới được. Bù lại đợt rồi hai thăm hai lần chết quất. Gì hao động tỉnh chất đá gian đây. Ừ, không thấy cứt đá gì hết, không ổn rồi. Con nặng không? Con nhẹ, cút à. Trời ơi, dịch. Chuột chết queo. Chỗ này ngon kinh khủng luôn, một chuột chết trời. Uổng, ớ là uổng. Chỗ này ngon quá trời ngon. Trước sau cũng dính. Các bạn đợi nha, bữa nào mình quay, nếu có dính mình quay các bạn nhớ nha. Chỗ này trước sau cũng dính. Đúng buồn như con chuồn chuồn vậy chứ. Chuột chết queo. Đây là cái bẫy huyền thoại của mình nè. Cái bẫy có con ruồi đóng cục điện các bạn. Ủa con ruồi chập bá đó. Cái bẫy này không dính hai gắn hoành nè. Mà đều gắn 300 gram thôi. Không được bự lắm. Cứ đáy gì không? Không thấy cứ đáy rồi. Không ổn à. Quá à. Ủa hoành nữa quá đỡ. Một lứa luôn. Vô mánh nè. Thôi ồ cất ỉa này đóng bệt chống bốc. Con này cũng 300 gram một lứa, hai con trước.
Ở rất rẻ, kinh khủng không? Thấy đầu bên kia không có cứt tưởng là xong rồi chứ. 7, 8, 3 lần dính 3 con. Một lứa nó, một bầy nó ở đây hay sao nè. Ồ, cất rẻ. Cất là có tiền. Không nhận cái bẫy huyền thoại của mình. Đây, tên. Con này bự hơn hai con rồi trước, chút. Lứa nó mà, một lứa đó. Anh bắt nó ra. Quá đã, quá đã. Thôi, ôi, ỉa cứt tùm lum nữa trơn. Cái đời nói không? Không ngờ, dao không ngờ mới lột nữa. Công nhận cái bẫy này, cái bẫy huyền thoại mình chứ. Thăm ba lần lụm ba con rồi đó. À, để mình bỏ chuột cho đặt lại. Kiếm thêm cặp bự chờ bá nữa mới được. Rồi, đây là cái khu vực mà hai cái mà hôm bữa mình đặt dính gắn hồ đất thứ ba. Mà cái này cái mới nha, cái này mình tăng cường thêm. Con cái nè, nghi còn con nữa đó. Ồ, không thấy không ổn à, tình hình không căng rồi. Cuốc nè. Ô, con chuột mình chích queo rồi. Đúng buồn như con chuồn chuồn chứ. Chuột quay teo rồi. Để mình thay chuột đặt lại. Trời đang mưa gió quá chứ các bạn ơi. Gió kinh khủng luôn nè, các bạn thấy không? Chuẩn bị mưa rồi. Rồi để mình bỏ chuột cho đặt lại. Nó trái mít đã không? Mít này như gần chín nè. Thơm người ta. Cái vườn này vườn bỏ quang á, chưa dính, gần chín. Cái này khoảng tuần lễ nè ăn được. Trời đang mưa bão tầm tã, đang gió chuẩn bị mưa. Cái bẫy này thăm hai lần là chất quất à. Bận con chập bá đây, quất nè. Trời ơi, hành nhỏ xíu nữa. Mấy ngày nay mà dính mini kinh khủng luôn á. Chạy có gắn là mừng rồi. Thôi, ôi, nó ép bịch lúa, ỉa cứt. Gắn này khoảng 300 gram nữa vậy. Còn gắn nhỏ nhỏ không, mấy ngày nay mini đi quá trời. À, khoảng 300 gram rồi. Điều này chắc chút nữa mưa chắc. Các em, cái này được 300 gram rồi nha. À, để mình bắt nó ra luôn. Mưa, cũng bị mưa quá. 27 trời nắng thì nó cực nhưng mà nó đỡ rồi, trời mưa quẩy lắm. Cũng khó quay phim nữa. Chưa ra khỏi 7 ỉa tùm lum chưa. Không tức là có tiền. Chưa ra khỏi 7 ỉa, đá lạ mình dần. Cái đời nổi không? Rồi để mình bỏ chuột vô đặt lại. Quá chị á. Gắn này không vệ sinh gì hết. Cái này thăm hai lần dính được hai con rồi, thăm lần sau này chết quất. Rồi, tưởng nó mắc cái bẫy là buồn lắm nha. Cặp mấy mươi mình đặt ba cái mắc hai cái trong kia, còn cái chỗ này. Đặt luôn, lỡ mắc là cho nếu mà mắc mắc luôn, hên quá còn luôn. Đặt ba cái chỗ này nè, mà mắc hết hai cái. Gì hôm đây? Cứt đá gì không? Đợt rồi thăm chức quốc rồi. Quốc à. Trời ơi, chuột mình hello thảnh thơi quá mà. Hờn cóc dưới nữa. Trời ơi, cóc đâu đây vậy? Vẫn nói đặt bẫy gắn vô cóc luôn nha, bỏ tay luôn à. Cóc là đặt gắn hổ được. Cái này dính hai lần hai con rồi chức quốc. Không, hai lần rồi chức quốc. Kỹ mới được, thèm búa giang hồ hủy mát quá. Chỗ này mắc ba cái, mắc hai cái, đặt ba cái mắc hai cái, buồn như con chuồn chuồn luôn. Về gắn không ăn chúa, thấy mắc bảy hoài chắc phải cho ăn khu quẹt thấy bà luôn. Cái vườn ổi các bạn thấy đẹp không? Quá đẹp luôn chứ. Cái này buổi chiều chiều nhìn thấy đẹp lắm. Cái này mà có cái gì bay 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 anh trời á. Ồ, quay là đẹp nhức nách luôn á. Còn hơn gái 18 nữa. Đây con cái này âm binh địa ngục gì mình thâm đâu, 3-4 lần chưa có dính gì hết. Không dính mình cứu đi luôn. Trời ơi, chuột cắn bao banh chạnh chân à. Cút à. Hạnh quá đã, quá đã. Hạnh. Trời ơi, thâm tới 4 lần cái gì này mới dính nè, chưa đời nổi không.
Ồ, củ hành cũng 400 g à, 400 g à. Trời ơi, chưa đợi nổi không? Quá trời lâu mới lụm được nó nè. Lấy này nhiều thăm 4 lần cái gì á, 3 lần hay 4 lần cái chất quất. Bữa nay bảy mình mắc nói ra với các bạn tin không à, mắc hải dài đúng chục cái hơn nữa đó, nguyên cái luồng bảy mắc trơn luôn. Còn cái này nè, cái bảy này mình đặt không có tháng nay rồi mà không mắc, bây giờ mắc mắc lượt phát cả chục cái luôn, đúng bụng như con nhiều chuồng chứ. Ồ, kệ nó, ai có lòng tham tham kệ hả? Sao vậy, bào bỏ luôn chứ sao vậy, gắt quá vậy, gắt rồi. Các bạn nhìn nhìn thấy cái bao lúa này, một đống vậy là các bạn biết tham bấy nhiêu lần rồi đó. Rồi nên bắt ra con này được 400 g à. Cũng là đồng nghiệp với nhau mà cuộc sống mưu sinh thôi, lo gia đình vợ con này thôi mà vậy cũng nghĩ sao mấy người đó ăn cấp 7 mình không hiểu nổi thiệt nha. Cái này là đồng nghiệp đi ăn cấp á, mình mắc một lọt mười mấy cái sang khoảng cách xa xa bị mắc hết trơn là mình biết rồi, là đồng nghiệp nào đi đây bẫy gắn. Chứ người dân là thường thấy kiểu ta vô tình là thấy một cái hai cái ta lấy thôi, chứ ai mà lấy vậy. Cũng là đồng nghiệp nhau không mà đi, cũng chung ai cũng lo cho cuộc sống gia đình đó bạn. Vậy mà không biết họ nghĩ sao mà đi cấp 7 thì nhiều người không hiểu nổi. Đây chuột nuôi, bụng trong bốc. Quậy quá chuột quậy ha. Rồi để mình bỏ chuột vô mình đặt lại thôi. Thôi mình chắc cái này mình cứu luôn về nhà đi đặt chỗ khác thôi. Chứ giờ nguyên luồng 7 mình hết còn không nói ra, bạn tin không, cái luồng 7 này hình như là 12 cái, còn cái này duy nhất nè. Mình dính đường gắn ghê á. Mà 7 này mình đặt lâu rồi, đặt cả tháng nay rồi. Không mắc bây giờ mắc lộn phát hết trơn luôn, còn cái cuối cùng dính đường gắn. Để đời người sống mà sống có đức mặc sức mà ăn mà kệ, mình không đề nào cũng cấp 7 ai hết á. Nói con gắn dễ thương không, giờ bóng người à. Rồi để mình đem cái bẫy này về luôn, cứ để ngoài giang hồ biển mát nó lượm luôn cái bẫy này cuối cùng của mình á. Có con gì không đi, có con gắn chứ đừng nói có con chuột nha. Cái chỗ này rồi mình dính hai gắn hổ ngựa vô bẫy nè các bạn. Có gì không? Cái đá gì không? Ồ, cái bẫy trong mình lỏng rồi. Không ổn rồi. Chuột cắn ba banh chạnh trơn. Cuốc à. Thời ơn, chuột chạy ra hello nè. Chị đời nói không? Rồi, phát lương cho nó luôn. Cái bẫy này rồi, một bẫy dính hai cái hổ ngựa nè. Đại kỹ thôi mình được. Đại kỹ gì mà mắc bẫy kinh khủng luôn. Đại sơ sơ chắc không còn cái bẫy nào đi đặt luôn quá. Ở đó trứng ốc bu vàng, chắc có bạn biết các bạn không đó, các bạn thấy cái chỗ tím tím đó mà hồng hồng á đó. Đó mấy trứng ốc bu vàng đó, quá trời luôn. Mấy trứng ốc bu vàng nó ăn lúa kinh khủng lắm, ốc bu vàng. Cái này cảnh đồng lúa là ta mới xạ các bạn, cái đó ta mới xạ đâu được 3-4 ngày. Ở đây mình có cái bẫy nè, cái bẫy này thăm đâu 3-4 lần rồi chất quất à. Có lần như chuột cống ấy, con nào vô mới chuột cống hàng mèo vô quậy muốn banh không. Ồ, ồ chưa hết thấy rồi hé, gắn nước nhìn thấy không đó, vô mánh vô mánh bự nè. Ồ, con nước bự chà bá luôn ta, quá đã quá đã, con nước bự lắm. Mình đặt bẫy đau đầu lắm nhưng gắn nước. Ủa, con chuột mình vẫn còn luôn mới ghê kìa. Đây nè, ê chết chu cha. Gắn nước chà bá vô làm lại con chuột, sao thấy chuột còn bên kia. Ủa, con nước bự quá. Con nước này về mặn ăn ngon lắm ạ. À, con nước ăn ngon lắm. Mình đặt dính con nước hoài à. Có lúc dính con trùng, lương, rô, ếch, cua cũng có nữa. Bởi mình đặt bẫy bá đạo quá, bởi vì mắc bẫy cũng nhiều. Nói chơi chứ mấy cái bẫy mình còn á, thường thường là mấy cái người cấp 7 ít khi nào ngờ là mình đặt cái bẫy chỗ đó đó, bẫy vẫn còn. Còn mấy cái bẫy kia chỗ ngon ngon là bị đồng nghiệp lụm lá láng hết rồi. Những ai mắc bẫy cũng tương đối nhiều, mười mấy cái. Đây. Đồ, quá đã quá đã. Con chuột còn luôn mới ghê. Con nước kia nó dữ lắm nha, nó cắn dữ lắm à. Con chuột mình. Quá đã quá đã. Rồi để mình bắt nó ra. Vậy mình vô làm lại chuột sao, để chuột mình ung dung quá, mừng quá, đụng ra chuột hiếm.
Để có chuột là mừng nè. Đây, ra đi. Ra. Đó. Phá lại chuột, con chuột chạy ra, uổng chuột. Thích đen. À, cái nước cũng bự quá chứ bộ. Con này cũng phải 350g à. Tại cái nước nó nhẹ ký á. Quá đã. Cái nước này mình nấu cháo cũng ngon lắm. Hồi đó cái nước mình dằn lưới rồi thôi, dính cái nước là minh thiên luôn á. Hồi đó chỗ mình, nhà mình còn ruộng đó, để dính cái nước dữ lắm. À, để mình bao là quá trời lúa. Gác để mình cái gác bỏ ra, đặt lại. Ủa, cái ao cá này cá kinh khủng không? Bữa phải mình biết mình giống phu vô đây văng cá sặc đây. Ờ bọt cá sặc kìa, nó bốc chứ. Hồi đó mình mua mấy cái lờ đó, để gì đó, đặt cái lờ mình lùa cái bọt nó vô mà, vô cái lờ đó. Trong vòng 5-10 phút lại vô liền. Đang có cá. Cái này đợt trước dính gắn hoa hành đâu khoảng 600g. Cái chuột cắn bào banh chạnh chưa. Cái gì không đây? Cuốc à. Ủa hoa hành nữa, quá đã quá đã. Ủa con này cũng còn nó ký có à. Mừng quá nè, thức ỉa miệng hôm nè. Dùm ánh dùm ánh. Lúc trước một bợ cái bẫy này bợ con khoảng 600g á, con hoành. Con này nửa ký hơn à. Nhìn cái phanh cũng bự ghê hồn á. Cứt đĩa nó ép ép bịch lúa ngoài miền hôm luôn. Con này là bự nhất à. Bự nhất con từ nãy giờ đặt nha, từ sáng giờ nha. Mà con này chưa gọi là khủng đâu. Khoảng hơn nửa ký, nửa ký hơn. Thường gắn 700g trở lên mới gọi là khủng. Cái tên à, quá đã. Cứt nghĩa nè, kĩa trong bãi trong bẫy luôn gớm. Con này được nửa ký à. À để anh tranh thủ anh bắt ra. Ôi trời ơi, chưa ra khỏi bảy đĩa quá trời. À, quá đã, ỉa cứt lum trơn. Kệ có cứt là có tiền. Con này nửa ký à. Quá đã quá đã. À, để mình bỏ chuột vô đặt lại. Đầu cá, ức cá, bì cá ba sa đây. Bữa nào chắc mình phải học. Điều này mắc bẫy quá trời mắc bẫy. Cái điều này chắc nghi đi bán đầu cá, ức cá ba sa quá. À, để mình bỏ chuột vô đặt lại. Mobifone hỗ trợ 3G, 4G, 5G luôn. Chọn gói. Ở đây có cái bẫy nè. Bữa nay mắc bẫy quá trời, bởi vì cười cho vui vui nó tào lao tào lao cho đỡ buồn. Đây, cái bẫy này gầm thanh quá. Gì không? Cứt đá gì không? Bận con chập bá đây. Quốc à. Hổ hành cái chút ép. Chưa đời nổi không? Kệ có gắn mừng coi. Bữa nay thất thù quá, bữa nay gắn trứng gà, bữa nay gắn dính nhiều mà gắn nhỏ nhỏ không. Ồ, con này khoảng 200g gì mới nuốt bụng con chuột trong bóc. Chưa đời nổi. Hello, hello. À để mình bắt nó ra. Gắn này mình không có mở bao là sợ nó nhát á. Nó sợ nó tung tùm lum trơn kẹt đầu. Hãy bị lủng bánh xe nó mới ghê chứ. Xe mình đòi tiền này, ngựa sắt của mình. Cái đây ba bữa trước lủng bánh sau, bữa nay lủng bánh trước. Này coi nè, nuốt bụng con chuột chập ba lửa chịu đời nổi không. À để mình bỏ chuột vô đặt lại. Bẫy này bẫy mới mình nè. Ở đây chim chào chảo kêu kinh khủng không. Mình còn cái này cái nữa là hết chuyến thăm ngày hôm nay à. Hôm nay gắn mini nhiều quá. Còn hai cái cuối cùng bở hàng khủng giống như bữa rồi. Trời ơi, thấy chuột cắn bao banh chạnh trơn, thấy ổn rồi. Quốc nè. Trời ơi, chuột ung dung dễ sợ không. Phát lương cho nó luôn.
Cái này còn được, gắn vô còn được. Dột mình chịu đời nổi không, cắn bà banh chạnh chứ. Cái này khó đặt quá. Rồi luôn, mình còn cái này là cái cuối cùng luôn. Là cái cúng cùi hố phủ chót, giống như hai ngày trước thôi. Quốc Hữu Hành chập ba lửa với cặp thôi. Cái cứ đây không? Quá đã cứt nè. Mình thì trái nè, bạn thấy không? Đó. Quá đã rồi Hữu Hành này. Phủ chót nha. Thú bè. Hữu Hành. Ông nội mẹ Hữu Hành đâu cả ký mấy vậy đó. Dạ. Quá đã, Hữu Hành ký mấy luôn. Bạn thấy cứ đẻ mình không? Hữu Hành mới đẻ hôm qua chịu đời nổi không? Cái cuối cùng ông nội mẹ dính Hữu Hành này nó cứt tùm lum, Hữu Hành nó mới nở hôm qua. Hữu Hành. Nghĩ sao không? Hữu Hành vậy mà nó không chui lưới ra được hay được chứ. Trời, có em trai nào mới nhìn thấy cái bẫy của mình. Mong là cái bẫy lần sau vẫn còn. Bạn ơi Hữu Hành à. Cứt nỉa nè. Hữu Hành vậy mà sao nó không chui ra ta? Hữu Hành nó mới đẻ hôm qua, nó mới nở hôm qua. Có tài Hữu Hành được chứ. Đừng có chạy lú động kia biết ngay rồi. Thôi ra đi đại ca. Các bạn mình coi bắt gắn đập tuyệt chiêu nè, thấy không? Khỏi gần kéo. Bỏ ra nè. Ra. Ra. Chưa đời nổi không? Hình gắn sao nó chui ra được đó, chui ra luôn. Nó đâu cần phải bẻ hôm chi, gắn. Rồi gắn này đem về nuôi luôn. Rồi để về nhà mình căng gắn thử được nhiêu nha. Bữa nay nói chung dính gắn cũng nhiều, gắn nhỏ thôi, chắc căng không ký lắm. Cái cuối cùng hốt gắn ký mấy đã thiệt chứ. Rồi mình về tới nhà nè. Rồi, mình để mình căng gắn thử được nhiêu nha. Nói chung bữa nay dính gắn cũng nhiều mà gắn như nhỏ không, chắc căng không có ký lắm. À, đây Hữu Hành nè. Nhìn bọc quá trời luôn, bị nguyên bị nè. Nhưng mà ra gắn nhỏ nhiều, gắn bự được, có một con gắn bự à. Đây là gắn nước. Gắn nước này nhìn thấy đã không? Gắn nước này nấu cháo cũng ngon lắm nha. Rồi đó mình nhân lưới với gắn nước nhiều lắm. Rồi để mình căng gắn thử được nhiêu. Dạ. Ba mẹ mình đi ra giường một ổi chưa vô nữa. Rồi để mình căng gắn nước thử nha. Tết tên. Rồi gắn nước này có 400 gram, vậy gắn nước này có 350 gram à. Bị đời nổi không? Gắn cũng bự gì có 350 ta. Gắn nước này. Rồi để mình căng gắn hành được nhiều. Tết tên. Ô. Ô. Ô 2,6 kg 50. 2,6 kg 50 còn 2,6 kg. Như kia 350 gram nữa. 2,9 kg mấy gần cũng được, gần 3 kg rồi. Cũng được. Đây gắn hoành được con bự. Ngoài tính ra nếu mà gắn bự là nặng. Mà chúng mánh, chúng khẩm luôn á. Ngoài chúng quá trời luôn, gắn nhỏ mà đều gắn nhỏ không. Được con bự à. Con này nè. Con này gắn nhỏ kinh khủng thật chứ. Mini, mini quá trời mini. Đây được con này bự. Rồi thôi mình cũng xin kết thúc video ở đây. Chúc cả nhà xem video khỏe nha.